Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Trong video ngày hôm nay thì giới thiệu với tất cả các bạn một số cái phô mai Phú Yên ha các bạn ha. Ngày hôm nay thì có lô này có tất cả là 6 phôi các bạn. Và những cái phôi trọng trọng không nha. Hoành 40 mấy, 50 ha. Có hai phôi hoành 30 mấy, 36 các bạn. Đầu tiên là mã G1, hoành của nó là 48 và chiều cao là 21. Hoành 48 và chiều cao là 21 nha các bạn nha. Cây lùng lực rất là to luôn ha. Hoành 48 là đo ngang cây cổ rễ của nó ha. Rất là to. Cây này rất là lực nha các bạn nha. Hoành 48 và chiều cao là 21. Cây lùng lực. Phôi này thì cái phần đó nó rễ treo ha các bạn ha. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 400.000 các bạn. 400.000 chưa bao gồm phí vận chuyển nha. 400. Hoành 48 và chiều cao là 21, 400.000. Rồi tiếp theo là mã G2. Mã G2 là một cái phôi hoành 40. Hoành 40 và chiều cao của nó thì 47 ha bạn ha. 47 đo tới đầu mặt cắt trên luôn nha, chốt trên luôn. Cây này nó già lắm rồi các bạn ơi, lắm già luôn. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá cũng là 400.000 các bạn nha, 400.000. Cây này bỏ rễ có duyên hơn, lùng lực. Rồi tiếp theo là mã G3, một cái phôi hoành 36 và chiều cao là 53. Hoành 36, chiều cao 53 nha các bạn nha. Hoành 36, chiều cao 53. Rễ lùa về một bên. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 300.000. 300.000 chưa bao gồm phí vận chuyển nha. 300.000 các bạn nha. 300.000 chưa bao gồm phí vận chuyển. Rồi tiếp theo là mã G4. Mã G4 là một cái phôi khá là to bạn, hoành 52. Hoành 52 và chiều cao của nó là 57. Phôi khá là lực luôn. Cây này hoành 52. Phần đó nó lũa ha bạn ha. Lũa. Lũa cứng nha. Lũa thép cứng các bạn nha. Hoành 52 và chiều cao là 57. Phôi này giao lưu các bạn với giá là 550.000 các bạn nha. 550.000 cho mã G4, hoành 52 và chiều cao 57. 550.000. Cây lũa. Rồi tiếp theo là mã G5. G5 là một mã hoành 36. 36, chiều cao 51, 3 chân. Hoành 36, chiều cao 51. Cây này nó có một cái phần rễ nó bị trầy các bạn ha. Về mình thu cái phần rễ đó lại một chút là ok. Tức là hết cái chỗ trầy đó. Trầy đó, cái phần này mình chừa ra để nó có gì nó chống đỡ cho cái phôi bên trong. Cây rất là đẹp. Phôi này giao lưu các bạn với giá là 300.000 ha bạn ha. 300. Hoành 36, chiều cao là 51, 300.000. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Rồi tiếp theo là mã G4, G6 xin lỗi. Mã G6, một cái phôi lụa thép hoành 43. Hoành 43 và chiều cao của nó là 60 các bạn ha. Lũa thép nha, cứng ngắc nha. Hoành 43. Hoành 43 và chiều cao là 60, lũa thép cứng. Lũa thép nha các bạn nha. Rễ thì không có hư hao cái gì hết ha. Không có hư hao cái rễ nào hết. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 450.000 ha.
450.000. Rồi bạn nào thích thì mình liên hệ ha. Liên hệ. À, số điện thoại thì mình để ở phần tiêu đề của video nha các bạn nha. Hoành 43, chiều cao 60. 450.000. Cây rất là đẹp, bảnh, nặng. Sau đây thì mời tất cả các bạn cùng xem lại những cái format của ngày hôm nay ha các bạn ha. Số 1, hoành 48, chiều cao 21. Số 2, hoành 40, chiều cao 47. Số 3, hoành 36, chiều cao 53. Số 4, hoành 52, chiều cao là 57. 52, chiều cao 57. Số 3, hoành 36, chiều cao 51. 3 chân. Hoành 36, chiều cao 51, 300.000. Và G6, hoành 43 và chiều cao là 60. Chiều cao là 60. 450.000. Rồi, bạn nào thích thì mình liên hệ ha. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.